Vậy là một chút thay đổi không khí trong tuần này là trở lại với giáo xứ Buôn Hồ, Buôn Hồ thuộc giáo phận Buôn Hồ với cái tiểu phẩm hài kịch Người Vợ Yêu. Chúng ta cùng vỗ tay chào đón quý chị đến từ giáo xứ Buôn Hồ. Anh em mình
mình giữ cái tâm sự tự hưởng, có gì đâu mà nói mình sẽ xị ngày nhẹ thân trong mình cửa lúa mày cây lấy đau ăn từ nè tôi ạ tình thương mấy thì cũng phải yêu nhau để ngọn nắng